là nhà em sẽ đóng cho người thành hai thùng, một thùng 30, một thùng 16, nhưng mà bây giờ sẽ làm một cái thùng to hơn nhá, mình nhá, một cái thùng to. Em nghĩ là kiểu như là shipper mà sao để cho mình là hơi chật vật đấy, một cái thùng to như này, nó sẽ ngang tầm với kích cỡ của một chiếc tủ lạnh mini nha mọi người nha, rất nhiều cái nhiều người xài luôn. Nên mọi người hãy tranh thủ cho ngay của em, em nói là mình giảm đến cho em còn 157.000 thôi nhá, 155.000 khi mọi người follow, nhanh tay chốt đơn ngay cho em nhá. Chỗ này đây này, ở đây sẽ có cho em là mỗi một gói sẽ có cho em là 300 cờ và hàng đều là hàng một lớp hết nha mọi người nhá. Nên mọi người tranh thủ ngay, giấy thì sẽ cắt là mấy màu đấy ạ? À? 3 màu nhá, xanh, hồng, tím. Em nói thật là về cứ chọn cho em 3 cái màu này, gọi là để mỗi, gọi là gì nhỉ? Để mỗi phòng cho em một màu. Để mỗi phòng cho em một màu luôn nhá. Và thiết kế dạng hộp giúp cho mọi người cực kỳ là xinh và nhỏ gọn cho mọi người luôn. Để vào túi sách, ba lô mang đi ra ngoài cho em cũng được nhá. Nếu mà bác nào mà đi ra ngoài mà hay cần dùng giấy thì sang cho em con này đi, nó tiện dụng rất là nhiều, đa di năng hơn cho mọi người luôn nhá. Bỏ được túi sách, ba lô, cốp xe cũng được nhá. Bác Quốc Việt bảo 170k. 170 chắc là do mình đang bị mất ship rồi. Đúng rồi, mình kiểm tra xem là mình có mất ship không, hay là do mình nhìn thấy con giá. Còn hiện tại em thấy là check là vẫn còn giá 161. Đúng rồi, check vẫn còn giá 161 đây này mọi người. Nếu mà mình thấy con giá này thì mua liền cho em nhé. Các bác ở miền Bắc sẽ mất cho em khoảng một chút tiền ship. Nên để mình thấy 170 có thể mình đang mất ship rồi nhá, ở nhà nhá. Em sẽ ghi lại lên cho mọi người một lần nữa là khoảng 2 phút thôi để em qua mã. Đúng rồi, 2 phút thôi này sẽ là qua mã rồi. Đúng rồi, qua mã đi nào. Qua mã rồi. Đấy, hiện tại là không để lâu được nữa đâu, bởi vì các bác là cứ săn liên tục như thế này là hết voucher của nhà em đấy. Bác Quốc Việt bảo 182 tức là mình đang mất thế thì mình đổi nick cho em đi. Mình thử đổi nick cho em qua một cái nick khác thử xem. Bác đang ở đâu ạ? Bác đang ở miền Bắc hay miền Nam? Mình lần này đi em xem nào. Chắc con giá kia. Mình lại cho em là xem mình đang ở khu vực tỉnh thành nào nhá để em hỗ trợ ghi đi cho mọi người. Và chắc là bây giờ sẽ là xem ảnh qua mã thôi. Chị nào mà còn đang ở trong live của em mà thấy 161 thì nhìn quay qua liền nhá. Combo 16 gói đấy mọi người ạ. Dùng rất là lâu luôn, 6 tháng đến 1 năm luôn nhá mọi người nhá. Ngoài ra là giá này chỉ có trên live của nhà em trong phiên live độc quyền này. Nên chị nào mà còn đang thấy giá thì chốt liền với em qua mã giờ thôi. Đúng rồi, qua cho một con mã khác đi nào để mọi người săn nhá, bởi vì hiện tại cái con này à, bác Quốc Việt là mua một lần rồi á. Mua một lần rồi là bác đã mua cái mã đã này mua là dùng mã này rồi đúng không ạ? Ờ, là mình đã mua rồi đúng không ạ? Ủa chị nào lại vừa chắc chị nhai bảo gói lớn đi á. Dạ rồi, ok em biết hả nhà anh. Ê, anh con đại gia đã gửi cho bạn một trái tim. Anh con đại gia rồi, em biết bác này nhá. Biết hả? Anh con biết, anh cũng biết luôn. Xem cả ba luôn. À, xem đúng không đấy đúng không? Đấy nhá mọi người nhá, em cảm ơn anh tự anh và con đấy. Ra này. Rồi ok, chuẩn bị lên size to cho chị nhài đi nào. Ok nhá, thì bạn em để thêm một phút cuối cùng nhá. Một phút nữa nhá, ở nhà nhá, một phút nữa này. 7:55 này sẽ qua mã nhá. Chị nào mà đang ở trong live của em mà thấy 161 thì mua liền đi. Đúng rồi, mua liền trước khi nhà em qua mã nhá. Mà lúc nhà em qua mã thì làm sao mà ghi link cũng như làm sao hỗ trợ cho mọi người con giá này đúng không ạ? Nên là bác nào mà đang thích con giá này, đang thích thùng 46 gói nhà em nhá thì nhanh tay nhấn cho em vào nút mua. Chất liệu với dạ, ok luôn nhá. Đây nhá, kéo giấy cho người xem luôn nhá. Thiết kế giấy là dạng hộp rút nha mọi người nhá. Em cứ rút một tờ một như này cho em nha. Rút một tờ một như này nhá. Giấy thì làm sao ạ? Làm từ bột gỗ nguyên chất nên là nó thứ nhất không bị bụi giấy này. Thứ hai là rất là dai. Thứ ba là rất là đạnh. Và thứ tư gặp nước không rách không mủn, không tan trong nước cho em nhá. Với tiêu chuẩn 4K nữa là mọi người hoàn toàn yên tâm để dùng được cho cả mẹ bầu và em bé cho em nhá. Và link em đang ghim là link ở dành cho các bác ở miền Nam. Nam đúng rồi. Đừng sao nhá, cái lửa không tập trung. Tớ vẫn nói mà. Tay kia đừng làm ra sao nhá. Đây nhanh tay cho mọi người nhớ. Bạn thân ngay cho em nhà người ơi. Nói được hẳn đấy. Nói được một câu là bạn hả? Bốn lớp cuối cùng không. Đây là người nói chuyện nhá. Ừ, là bốn lớp cuối cùng đó. Dạ. Nhanh tay. Chốt em. Nhanh tay. Chắc mọi ở đây ở em đang có một đôi là mấy vợ chồng son nên là ấy lắm các bạn ạ. Để mọi người nhanh tay chốt hơn ngay nhá mọi người nhớ. Bạn thân thẳng ngay cho em. Ghi lại link đi bạn ơi. Đã, vẫn đang ghi bạn ơi. Vâng, tôi thấy link rồi nhá. Chính là bạn ấy, tôi vẫn làm đầy đủ. Đúng rồi. Tôi đang nhớ đến buổi sinh nhật nhá. Ok mọi người, đây hơn 50 bác ở trong phiên live của nhà em. Bác nào nhìn thấy cho em con giá 161k không? Nếu mà mình vẫn thấy cho em con giá 161k tức là gì ạ? Mình đang rất may mắn nhận cho em một gói giá phở được miễn phí vận chuyển đây này. Đang được hỗ trợ miễn phí vận chuyển, nhấn cho em vào nút mua là có đơn nhá. 161k dành cho bác nào đặt trong hôm nay nhỉ. Và còn cho em là đã bao nhiêu? 4 phút cuối cùng. 4 phút cuối cùng mọi người săn cho em con giá này nhá. Sau 4 phút này là hết voucher. Là hết voucher, em không giữ được giá đâu. Rồi, ok nhưng mà cả nhà ơi, thì còn lại cho em 4
giấy lớn cho người nhá. Chị nào mà đang thấy 161 thì nhanh tay chốt luôn đi. Khi mà em qua mã giấy lớn là sẽ không có mức ưu đãi cho cái mã 46 gói này đâu mọi người nhá. Mà hôm nay săn 46 gói là cái mã gọi là rẻ nhất của nhà em rồi. Tính ra chỉ xác còn 3.500 đồng một gói thôi. Nên là mọi người không, em không cần biết là mọi người đang nhìn thấy giá bao nhiêu, nhưng mà em chỉ cần biết là giá 161k là giá rẻ nhất có thể nhá. Thậm chí có những chị còn thấy giá rẻ hơn là khoảng 157.000. Đó, nhưng mà 161 này là dành cho đa phần các chị luôn nha. Anh Quang Vi bảo là giảm thêm 5k ở đâu ạ? Dạ, mình nhấn cho em vào nút follow nhá, là sau đó là mình đặt đơn cho em, là áp cho em là được giá bao nhiêu ạ? 155k. Đúng rồi, 155k. Đúng rồi. 155k của một người follow nhá. Thế một người follow kênh của nhà em trước khi mình mua. Anh Quang Vi là follow rồi ạ, là mình đang ở khu vực miền Nam đúng không ạ? Nếu mà mình ở khu vực miền Nam là áp tự động cho em vào đơn hàng luôn rồi ấy. Còn nếu mà không được thì chắc là mình bị lỗi cái mã này rồi. Thì mình khoảng là nó cũng sẽ không có áp vào, nó bị lỗi một chút nhé mọi người ơi. Thế có thể đấy thì mọi người hoan hỉ giúp em nhá. Quan trọng là giá 161k vẫn là rẻ, nếu như mình không tìm được cái mã đấy thì cũng vẫn nên chốt luôn. Nên chốt luôn, vì mai là ngày sale to nhất thì cũng không có giá này. Mã chỉ đã áp dụng cho em trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Và số lượng mã còn khoảng cho em là hơn 100 mã cuối cùng ạ. 100 mã cuối cùng, và hiện tại là nhà em cũng để cho mọi người là 2 phút cuối cùng để mọi người săn cho em con giá này thôi ạ. Sau con giá này nhà em sẽ lên sản phẩm khác nhá. Tức là lúc đấy làm sao mà ghim link sản phẩm và hỗ trợ mọi người được giá hời nữa đúng không ạ? Đấy, bác nào mà muốn săn giấy thì cứ săn cho em thùng 46 gói này rất là nhiều, mọi người săn một lần dùng cho em cả năm nhá. Bác Yến Nhi bảo nhắn tin cho shop có được miễn phí ship không ạ? Dạ hiện tại là mua trên live đã được miễn phí ship rồi đấy ạ. Dạ vâng đúng rồi nhà ơi. Mình mua trên live là mình được. Đúng rồi. Các chị ơi, nhấn đúng cho em vào nút mua đây nhá, là được miễn phí ship luôn. Chị Thúy Phan đã follow đây này, cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Chị nhắn tin riêng thì nó cũng vậy thôi à. Đúng rồi, mua trên live giá hời giá rẻ hơn đấy ạ. Đấy, các bác nào đang mua hàng cũng lưu ý nhá, follow nhà em trước khi đặt hàng này. Hai nữa là mình nhấn ngay cho em vào nút mua trước khi nhà em qua mã nhá. À, chắc thế là chị là đã mất ship đúng không? Đúng rồi, chị Yến Nhi là mất tận 66.000 tiền ship đây này. Đổ nick chị ơi, đổ nick luôn. Mã này mất tiền ship ra đấy, đổ nick luôn nhá. 66.000 là không có mã miễn phí vận chuyển rồi. Đổi cho em qua một cái nick khác này. Chị Ngọc Hiếu là không có link Hà Nội à? Dạ, nhà em có luôn nhá. Chị nhà vẫn đang đợi gói giấy lớn đây này. Quên chứ chị nhà. Đúng rồi. Chị nhà. Gói lớn là ok. Đúng rồi. Được rồi, cho chị xem trước chiếc giấy đi. Cho mình xem chiếc giấy trước. Chị nhà đang ở đâu nhỉ? Rồi em sẽ hỗ trợ là ghim link trước cho chị Ngọc Hiếu là link kho ở Hà Nội nhà em nhé. Nhưng mà đây em hỗ trợ ghim link kho đây. 5, 4, 3, 2, 1 đã lên rồi nhá. Riêng link kho Hà Nội mọi người cũng cứ yên tâm, mặc dù là giá hơi nhỉnh hơn một chút xíu nhưng mà mình cũng được miễn phí vận chuyển. Nhấn cho em vào nút mua nhá, 172.000 không mất ship luôn ạ. Đấy chị Ngọc Hiếu ơi, mình đặt liền cho em nhá. Chị Hương cũng bảo mã 5 này. Chị ơi, đã 5 mã to. Vẫn mã to. Mã to luôn, qua lâu các chị, hôm các chị là hóng quá rồi. Hóng quá, qua mã to các chị luôn nhá. Ok, lên mã to. Đang sale rẻ nhất chưa từng có luôn, chưa từng có chị nhá. Nhấn mạnh là chưa từng có. Đây chị Hương Giang ơi, ok em đang lên mã to, mã số 5 đấy ạ. Riêng con này là con giấy size to, bản lớn của nhà em nhá. Đúng rồi nhá, đây là dòng size to bản lớn nhá. Và riêng dòng size to này, nếu như mọi người mua cho em được giá 114k, tức là chỉ còn lại cho em là 5.000. Ôi chị Yến Nhi bảo là có một nick thôi. Chị Yến Nhi bảo có một nick thôi là vừa nãy là vì phí ship cao ấy. À, phí ship cao à? Hay là mình nhờ người thân bạn bè đặt hộ được không? Mình gọi là chia sẻ fan like cho người thân bạn bè là đặt hộ cho em nếu mà mình được free ship. Chị nhài là em ở Thái Nguyên thì mấy ngày ạ? Thái Nguyên thì chị khoảng cho em là 2 ngày thôi. Kho nhà em ở ngay Hà Nội đấy ạ. Thái Nguyên Đồng Hương. Dạ. Bạn em đây rồi. Đâu nhờ chị? Ơi, thì Thái Yến Nhi. Dạ vâng, Thái Nguyên thì chỉ khoảng cho em 2 ngày thôi nhá. Và tất cả các chị mà đang quan tâm mã size to thì đây để em giới thiệu cho mọi người này. Bình thường mọi người đang mua lẻ là khoảng cho em là 20.000 một gói, 15-20 một gói, nhưng nếu mọi người mua luôn cho em thì chỉ còn 5.500 đồng. 5.500 nhá chị ơi, giá hàng chứ ô với giá rẻ thực sự luôn đấy, là chỉ còn về chỗ là hơn 5.000 cho em thôi. Thì chỗ nào bà sang thấy mọi người là hỏi mã to rất là nhiều thì đây nhá mọi người nhớ, mã to đây cũng sẽ là làm từ bột gì á? Bột gỗ nguyên chất mọi người nhá. Là từ bột gỗ nguyên chất nhá, và cũng sẽ có tiêu chuẩn 4K hàng 4 lớp cho mọi người luôn nhá. Giảm sâu nhất chưa từng có và chỉ có trong buổi tối hôm nay thôi. Mà mọi người coi này cũng không thể thấy giá 114k đâu. Mọi người chưa từng có cái giá là 114k đâu mọi người nhá. Nên là cả nhà mình tranh thủ săn luôn đi. Chỉ có trong cái buổi tối ngày hôm nay và đang có những cái vang voucher thôi. Nên cả nhà mình tranh thủ lấy voucher và mua luôn ngày hôm nay sẽ được free ship nha. Mua luôn sẽ được free ship cho em nhé mọi người nhá. Đây là phiên live của em